quý vị, hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024, đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đi thăm tặng quà các thương binh hưu trí, đảng viên là những chiến sĩ kiên trung đã trực tiếp tham gia chiến trường chiến dịch Điện Biên Phủ tại quận Tân Bình. Đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Thế Kỷ, là thương binh hưu trí, từng tham gia chiến đấu tại binh chủng bộ binh và xe tăng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông đã được đảng và nhà nước trao tặng 11 huân chương các loại vì những hy sinh và đóng góp cho đất nước. Đoàn cũng đã đến thăm bà Phạm Thị Tuyết, nguyên là thiếu tá, bác sĩ quân y, cơ quan tiền phương Tổng cục Hậu cần tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, đoàn đã đến thăm ông Phan Đình Du, nguyên chính trị viên của tiểu đoàn vận tải phòng hậu cần F304, từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng trong hai cuộc kháng chiến của đất nước. Đoàn cũng đã đến thăm ông Đào Xuân Quế, nguyên chiến sĩ của sư đoàn 304, đoàn 55 Tổng cục Hậu cần. Tại các điểm đến thăm, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của các thương binh hưu trí đã đóng góp vào sự thành công của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như sự nghiệp xây dựng phát triển Tổ quốc hiện nay. Với những cống hiến của các chiến sĩ cách mạng lão thành sẽ luôn là tấm gương để các thế hệ trẻ tiếp nối học tập noi theo. Thưa quý vị, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức buổi giao lưu tiếp lửa truyền thống cho sinh viên với chủ đề Tự hào và tiếp bước, qua đó chia sẻ ký ức về quá khứ hào hùng, giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống yêu nước, giữ gìn, bảo vệ và xây dựng đất nước. Vinh dự là sinh viên tiêu biểu đại diện trò chuyện cùng các cô chú, cựu chiến binh, sinh viên Trần Phụng Hoàng Minh không giấu nổi niềm tự hào, xen lẫn biết ơn khi nghe về sự hy sinh, công lao mà thế hệ cha ông đã trải qua để đất nước có được hòa bình như ngày hôm nay. Thể hiện được cái sự biết ơn của tất cả thế hệ trẻ cũng như là thế hệ cha ông thì gọi là một giây phút để mình nhìn lại, giây phút để mình tưởng nhớ lại. Thì đâu đó cho thấy rằng là mình có sự kết nối với lịch sử. Thấy rất là tự hào và cũng rất là phấn khích khi mình được biết nhiều hơn về những cái cố gắng của ông cha mình hồi xưa. Cũng như là đó có nghĩa là một động lực rất lớn dành cho giới trẻ tụi em để có thể tiếp tục học tập, phấn đấu cho đất nước mai sau này. Cái hoạt động văn hóa xã hội như thế này á, nó giúp em biết thêm nhiều kiến thức về lịch sử văn hóa của Việt Nam và học thêm được nhiều kỹ năng mềm. Và bên cạnh đó thì em cũng rất là hứng thú tham gia những cái hoạt động xã hội như thế này nha. Thông qua chương trình giao lưu và khách mời là các cựu chiến binh, là những chiến sĩ đã trực tiếp tham gia vào các trận chiến, thì đã truyền được cái câu chuyện thực trong cái cuộc chiến tranh. Và qua đó các bạn sẽ tự hào hơn là cha ông mình đã trong những cái khó khăn như thế, đã vượt qua những cái thách thức khó khăn để mà hy sinh tất cả, giành được cái độc lập cho cái thế hệ sau này. Khác với những lớp học lịch sử thông thường, bằng những câu chuyện người thật, việc thật, chương trình tiếp lửa truyền thống đã cho các bạn sinh viên một góc nhìn khác, gần gũi, dễ tiếp cận, thắp sáng ngọn lửa tình yêu quê hương đất nước trong trái tim để thế hệ thanh niên vững bước trên con đường xây dựng đất nước. Thưa quý vị, với công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, hệ thống trưng bày được nâng cấp, hiện đại hóa, cùng bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ, bức tranh tròn quy mô lớn nhất Đông Nam Á, Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã trở thành điểm đến hấp dẫn khó bỏ qua trong hành trình đến với mảnh đất Điện Biên. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được thiết kế dạng hình nón cụt. Phần trang trí xung quanh được tạo hình quả chám, tượng trưng như tấm lưới ngụy trang trên chiếc mũ của bộ đội. Được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2012 trên diện tích hơn 22.000 m² và chính thức mở cửa đón khách vào ngày 5 tháng 5 năm 2014 sau 19 tháng thi công. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là công trình quy mô, hoành tráng và hiện đại nhất tỉnh Điện Biên hiện nay. Điểm nhấn của bảo tàng là bức tranh panorama hơn 3.000 m², tái hiện 4.500 nhân vật giữa chiến trận bi tráng 56 ngày đêm của trận Điện Biên Phủ do hơn 200 họa sĩ cùng chung tay thực hiện. Tôi đã có những cái kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là quan tâm đội ngũ hướng dẫn viên để các bạn có thể bổ sung cập nhật những cái kiến thức mới, truyền tải đến du khách những cái câu chuyện ý nghĩa và xúc động về các tài liệu hiện vật, về những cái gương chiến đấu của cha ông chúng ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng tôi có những cái kế hoạch là trưng bày bổ sung chỉnh lý tài liệu hiện vật vào nhà trưng bày để cho tạo cái sự phong phú
hấp dẫn đối với du khách. Thật ra thì khi mà bước chân vào bảo tàng thì mình cảm thấy là nó rất là một cái gì đấy nó thôi thúc. Nó thôi thúc là mình phải có trách nhiệm, mình phải nhìn vào cái hy sinh mất mát của thế hệ cha anh đi trước. Mình phải cố gắng, mình phải cống hiến hết mình trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bây giờ. Bảo tàng không chỉ là một công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh Điện Biên, nơi lưu giữ, trưng bày, phát huy những giá trị của các tài liệu, hiện vật liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ, mà còn là một công trình văn hóa tiêu biểu, là một địa chỉ đỏ tổ chức các sự kiện, hoạt động nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Vấn đề tách thửa, hợp thửa cũng như quy định diện tích tối thiểu được tách thửa lâu nay luôn là vấn đề được nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Quy định hiện hành liên quan đến vấn đề này ít nhiều cũng có sự thay đổi theo hướng tích cực so với trước đây. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy vẫn còn khó khăn vướng mắc nhất định trong quá trình triển khai thực hiện. Đây là nội dung được nêu ra tại hội nghị phản biện xã hội dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm qua. Nhiều ý kiến cho rằng quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trong dự thảo chưa phù hợp với thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh. G khoảng 1 của điều 3 là các thửa đất trước và sau khi tách thửa đều phải tiếp giáp với đường giao thông đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. Thế nào là tiếp giáp? Có nhiều khi là trực tiếp là tiếp giáp, có nhiều khi lại lăn quanh đi qua nhiều con đường rồi mới đến cái con đường. Vậy tiếp giáp như thế nào? Trên miễn có lối đi ra đường công cộng là được rồi. Bởi vì trong thực tế đó, khi chúng ta tách thửa thực hiện cái quyết định 60 đó, rất nhiều các vụ tranh chấp là có cái thửa đất đó nó bị bao quanh bởi cái thửa khác, người dân không đi ra được, người ta phải leo rào đi ra, mà thực tế là có, mà nó sinh ra cái phát sinh ra tranh chấp. Đối với điều kiện cũng như diện tích tối thiểu tách thửa, nhiều ý kiến cho rằng cần tập trung làm rõ nhiều điều, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhưng vẫn đảm bảo vai trò quản lý đất đai của nhà nước phù hợp với sự phát triển của thành phố. Chúng tôi đề nghị bổ sung là phải đảm bảo diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định này, phải thực hiện đồng thời với việc hợp thửa đất liền kề, nhưng vẫn phải đảm bảo cái diện tích tối thiểu thì mới đúng theo những cái tinh thần của cái quyết định xây dựng ngoại thành này. Thì chúng ta quy định diện tích tới 80 m², thì tôi cho rằng chỗ này nên nghiên cứu thêm. Bởi vì ở nông thôn gia đình người ta có nhiều con, thì nếu mà với cái quy định này thì chắc chắn rằng là các con của người ta sẽ khó có điều kiện ở để mà có được một chỗ ở. Hiện nay cái quy hoạch diện tích 1/500 á là đã dành cho dự án phường thôi, chứ còn quy hoạch mà 1/500 mà gọi là đại trà thì chưa có phê duyệt. Vì vậy thì đối với một cái huyện ngoại thành và cái phần đất mà dân cư xây dựng mới hiện nay á còn rất là nhiều, và những người dân sinh sống trong cái khu vực này thực sự rất là có nhu cầu cấp thiết về vấn đề tách thửa. Vì vậy thì để tách thửa trong khu vực dân cư xây dựng mới này mà đòi hỏi quy hoạch chi tiết 1/500 thì rất là khó và không có khả thi luôn. Do đó thì tôi đề nghị đó là chúng ta cần sửa lại điều kiện tách thửa đối với lại yêu cầu cần quy hoạch chi tiết 1/500 để chúng ta tách thửa đất ở và có thể xem xét, chúng ta đối chiếu lại có thể xem xét giữ nguyên cái điều kiện yêu cầu quy hoạch 1/2000 để tách thửa theo quyết định số 60. Nhiều nội dung khác liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng được quan tâm góp ý. Đại diện đơn vị chủ trì hội nghị cho biết sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp cũng như phản biện, qua đó điều chỉnh sửa đổi bổ sung phù hợp nhằm hoàn thiện dự thảo trước khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định chính thức thay thế cho quyết định hiện hành. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức khảo sát về công tác quản lý và sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố đối với các đơn vị và sở ngành liên quan. Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thuốc do gián đoạn nguồn cung ứng thuốc thành phẩm và nguyên liệu sản xuất thuốc. Trong khi đó, sản lượng thuốc tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm từ 25-30% cả nước. Do đó, công tác cung ứng thuốc nhằm đảm bảo trong điều trị là thách thức lớn cho ngành dược thành phố. Tuy nhiên, hiện việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế, nhất là tuyến trung tâm y tế, trạm y tế, hiện còn nhiều khó khăn và hạn chế. Tại buổi khảo sát, vấn đề được các sở ngành quan tâm là việc cần sớm có hoạt động điều phối thuốc hiếm đến các cơ sở y tế, trong khi chờ xây dựng trung tâm điều phối thuốc hiếm.
việc thiếu nhân lực đấu thầu thuốc cho cơ sở y tế, phần mềm thực hiện các thủ tục kê khai đơn thuốc, quản lý thuốc hiện còn nhiều bất cập, hiệu quả liên thông dữ liệu chưa cao, thuốc đông y là lĩnh vực hiện chưa được quan tâm đầu tư, trong khi nhu cầu và điều kiện sản xuất kinh doanh thuốc đông y của thành phố còn nhiều tiềm năng. Các ý kiến đề xuất của các sở ngành sẽ được tổng hợp trình bày và nêu phương hướng khắc phục, giải quyết trong chương trình truyền hình trực tiếp hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác quản lý và sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố trong tháng 6 năm 2024. Thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trong giai đoạn 2024-2025, 70 trạm y tế trên địa bàn thành phố đã triển khai đồng loạt các chương trình khám hỗ trợ người cao tuổi trong vấn đề sớm phát hiện bệnh lý. Ở tuổi 74, ông Minh Hải mắc nhiều bệnh nền, phải sử dụng thuốc và khám định kỳ hàng tháng để duy trì sức khỏe. Khi được khám miễn phí tại trạm y tế phường gần nhà, ông rất phấn khởi. Ở bệnh viện ấy, mình khai bệnh gì thì người ta khám bệnh đó thôi, chứ còn ở đây ấy là tôi thấy là khám đầy đủ như này thì tôi thấy là rất tốt, mà lại miễn phí nữa thì tôi thấy rằng là đúng là người già được chăm sóc là tốt. Trạm y tế là mới khám từ hôm qua thôi, nhưng mà được cái là bên ủy ban sẽ hỗ trợ về cái khoa, về sàng lọc cũng như là mời các cụ xuống đây. Buổi sáng thì các cụ là tới sớm. Thứ hai nữa là đợi lâu quá, cái phần siêu âm đợi lâu cho nên là cũng hơi khó khăn, các cụ hơi đợi lâu tí, nhưng mà trạm y tế cũng đã phát nước. Các cụ, nhiều các cụ cũng đã không là đợi lâu có thể về và xong có thể quay lại. Phường 9, quận 8 dự kiến sẽ khám sức khỏe cho hơn 2.800 người cao tuổi trên địa bàn. Sau 4 tháng triển khai, đã có hơn 580 người được thăm khám, tầm soát các bệnh không lây nhiễm. Hôm nay được đi khám là tôi rất phấn khởi. Thì tôi cũng ít có bảo hiểm nhưng tôi ít đi khám bảo hiểm. Cái thứ nhất ở đây nó là gần nhà đó, thành ra là tôi rất mừng. Bắt đầu từ 1 tháng 3 năm 2024 là khám thì có phối hợp với các đơn vị địa phương. Khi mời là tổ trưởng, tổ dân phố sẽ thực hiện mời người dân tại cộng đồng. Thì sau khi mời xong đến trạm y tế thì người cao tuổi sẽ được khám sàng lọc, đo huyết áp, tư vấn sức khỏe, rồi tư vấn xét nghiệm. Việc triển khai tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân người ta chưa tiếp cận được về thông tin khám sức khỏe, hoặc là họ từ chối khám sức khỏe do họ đang khám và điều trị tại một cơ sở y tế khác. Và do đó thì trong quý 2 năm nay thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố sẽ tiếp tục tham mưu cho Sở Y tế để có kế hoạch truyền thông vận động người dân, đặc biệt là người cao tuổi đến khám sức khỏe để nhằm phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như những bệnh về tim mạch, đái tháo đường, ung thư, các rối loạn về lo âu, trầm cảm và đặc biệt những dấu hiệu suy yếu của người già. Thưa quý vị, trong năm 2024, thành phố đã chi gần 150 tỷ đồng để khám sức khỏe miễn phí cho gần 1 triệu người cao tuổi trên địa bàn. Hiện nhiều quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã tiếp tục triển khai khám cuốn chiếu để hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ người cao tuổi của địa phương được khám vào cuối năm nay. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024-2025 có nhiều thay đổi và đặc biệt chỉ tiêu tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10 trung học phổ thông công lập giảm còn hơn 60%. Điều này đòi hỏi các em học sinh phải lựa chọn một cách chính xác để vào được ngôi trường trung học phổ thông cùng tổ hợp môn phù hợp. Các trường vì vậy đang đẩy mạnh công tác tư vấn cho phụ huynh và học sinh. Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1 là trường đầu tiên tổ chức tư vấn giải đáp những thắc mắc cho phụ huynh ngay khi Sở Giáo dục Đào tạo thành phố công bố chỉ tiêu của các trường trung học phổ thông. Điều này giúp phụ huynh có con học lớp 9 cảm thấy yên tâm, bởi từ đây đến khi hoàn tất đăng ký nguyện vọng sẽ có gần 1 tháng để cân nhắc và lựa chọn. Trường Nguyễn Du tổ chức cái buổi tư vấn giúp cho tất cả phụ huynh của trường và đặc biệt là đối với phụ huynh có con em học chương trình tích hợp rõ hơn về cái chương trình tuyển sinh năm 2024-2025. Vừa rồi thì Sở Giáo dục có đưa ra cái chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường thì mình cũng thấy rất là khó khăn cho các bạn năm nay. Tư vấn tuyển sinh 10 thì sẽ tập trung phân tích vào những cái điểm mới của trong năm học này để phụ huynh hình dung cái toàn cảnh của cái tư vấn tuyển sinh 10 năm nay. Bên cạnh đó thì trường sẽ tập trung vào cái năng lực học tập, vì bây giờ đến thời điểm này các con cũng dường như học hết chương trình rồi, thì giáo viên chủ nhiệm cũng đã nắm được các sức học của các con, thì cũng một bước để định hình cho phụ huynh biết được cái năng lực học tập của các con ở mức nào, trên đó thì sẽ đặt cái nguyện vọng cho nó phù hợp.
2024 là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức trực tuyến để hỗ trợ cho phụ huynh. Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh đã thực hiện video clip hướng dẫn gửi đến từng phụ huynh. Cũng chính vì đăng ký trực tuyến nên các trường cũng không thể rà soát nếu phụ huynh đặt nguyện vọng không phù hợp. Để khắc phục cái chuyện này và nắm được cái việc đăng ký phụ huynh nó có phù hợp hay không, và đặc biệt giáo viên chủ nhiệm sẽ theo dõi suốt quá trình đăng ký của phụ huynh, thì nhà trường có thiết kế một cái phiếu đăng ký ba nguyện vọng chuyên, ba nguyện vọng thường đã gửi trước cho phụ huynh bằng một cái mẫu, và phụ huynh có thể làm và in ra đăng ký và gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Từ ngày 3 tháng 5, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu mở cổng đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Thời gian đăng ký nguyện vọng kéo dài đến ngày 11 tháng 5. Đây cũng là năm đầu tiên Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố triển khai cổng thông tin tuyển sinh vào lớp 10 để giúp học sinh hiểu và hình dung trước về việc tổ chức các môn học ở trung học phổ thông để tránh sai lầm trong lựa chọn. Thưa quý vị, xóa bỏ các dự án quy hoạch treo đang là nỗ lực mà Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện, bởi không chỉ gây xấu mỹ quan đô thị, lãng phí tài nguyên đất, mà những ngôi nhà xuống cấp nhiều năm chưa được sửa chữa tại các dự án treo còn khiến cho đời sống người dân bị ảnh hưởng suốt thời gian dài vừa qua, mà khu vực tứ giác vàng Mã Lạng tại quận 1 là minh chứng. Nằm trong con hẻm nhỏ hẹp tối tăm chưa đầy 10m2 là nơi sinh sống của gia đình hơn chục người của bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, cư dân lâu đời ở khu Mã Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại vướng quy hoạch nên bị cấm sang nhượng. Gia đình bà Hồng không thể tìm được chỗ ở mới, đang sống trong cảnh sập xệ, thiếu thốn hàng chục năm qua. Bề ngang thì 2m2, bề dài thì 4m5. Người ta cứ nói giải tỏa thì người ta nói thôi, chứ không có gì hết. Khu Mã Lạng còn gọi là tứ giác Nguyễn Cư Trinh, diện tích gần 7 hectare, giới hạn bởi 4 tuyến đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, ngay cạnh đường đi bộ Bùi Viện. Từng bị xem là địa bàn phức tạp, nhức nhối về tệ nạn xã hội, cho tới nay dù khu Mã Lạng đã được cải thiện, song nơi đây vẫn là điểm đen về trật tự, môi trường, mỹ quan đô thị, mất an toàn cháy nổ. Tại đây là cũng có cái tiềm ẩn nguy cơ cháy tại khu vực. Ngoài ra thì do vấn đề đặc thù là nhà nhỏ hẹp đó, thì xe người dân thì không có chỗ để cho trong nhà, thì là để từ trước cửa nhà, thì dẫn đến mất an ninh về trật tự, trộm cắp, cũng như là cái lối thoát hiểm khi phòng cháy chữa cháy. Từ năm 2000, Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương giải tỏa khu Mã Lạng nhằm chỉnh trang đô thị. Nhưng sau 25 năm, hơn 1.300 hộ dân ở Mã Lạng vẫn trông ngóng ngày dự án được triển khai. Mong muốn nhà nước một là giải tỏa, mà giải tỏa là phải giải tỏa liền, đấy, tạo cái nơi ăn nơi ở mới cho người dân. Còn hai, không giải tỏa thì hủy cái quy hoạch treo để tạo điều kiện cho người dân để ta xây sửa nhà cửa. Cuối năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi dự án của nhà đầu tư Bitexco nhưng vẫn giữ quy hoạch khu Mã Lạng và tìm kiếm nhà đầu tư mới. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đang phối hợp với các sở ngành để sớm đấu thầu đầu tư dự án. Thêm một lần nữa, người dân khu Mã Lạng lại thấp thỏm chờ được sang trang mới của một cuộc sống an cư. Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng tiếp theo vào sáng nay, giá khởi điểm là 85,3 triệu đồng một lượng. Đây là mức cao hơn nhiều so với các lần trước, trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới. Cụ thể, phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9 giờ sáng tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước. Tổng khối lượng vàng miếng được đưa ra đấu thầu là 16.800 lượng vàng miếng SJC. Đấu thầu theo giá, mức giá tham chiếu đặt cọc là 85,3 triệu đồng một lượng. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố. Khối lượng vàng miếng của mỗi lô giao dịch là 100 lượng. Mỗi thành viên tham gia dự thầu được phép đặt thầu tối đa 20 lô, tương ứng 2.000 lượng. Khối lượng tối thiểu là 7 lô, 700 lượng. Như vậy, khối lượng đăng ký tối thiểu đã giảm một nửa so với quy định ở các phiên trước. Trước đó, vào ngày 3 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã phải hủy phiên đấu thầu do chỉ có một thành viên đăng ký dự thầu. Sau hai lần hủy thầu, đến nay mới chỉ một phiên đấu thầu hôm ngày 23 tháng 4 diễn ra theo kế hoạch. Mời quý vị theo dõi phần điểm báo. Trước những phản ánh về giá vé máy bay quá cao, Cục Hàng không đang kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai niêm yết giá vé của các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 4 tháng 5 năm 2024 và các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung kiểm tra.
Cục Hàng không sẽ đánh giá việc kê khai niêm yết giá vé, việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể liên quan trong hoạt động bán vé, hướng dẫn các đơn vị được kiểm tra thực hiện đúng quy định pháp luật, phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý chính sách pháp luật về hoạt động bán vé, kê khai niêm yết giá vé nếu có, qua đó đề xuất khắc phục điều chỉnh cho phù hợp. Kết quả kiểm tra sẽ báo cáo đến Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 10 tháng 5. Cục Hàng không đề nghị các cá nhân, tổ chức, khách hàng mua vé máy bay thời gian qua, nhất là từ đầu năm đến nay, phản ánh thông tin tài liệu xác thực về việc đã phải mua vé máy bay giá cao so với quy định, nhằm góp phần nhanh chóng làm rõ, kịp thời chấn chỉnh xử lý các vi phạm nếu có. Thông tin chi tiết trên báo Người Lao Động. Các ông lớn kiến nghị bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu là thông tin đáng chú ý trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu kiến nghị nhà nước cần mạnh dạn bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời xem xét lại tăng thời gian dự trữ lưu thông xăng dầu. Đề cập đến vấn đề quỹ bình ổn, có ý kiến đề nghị xem xét bỏ quỹ này, lý do là nếu thực hiện chu kỳ điều hành giá 7 ngày một lần như hiện nay thì mức độ biến động giá giữa các lần điều chỉnh giá cơ bản không còn lớn. Diễn biến giá xăng dầu trong nước đã bám sát giá thế giới, do đó những tác động của việc điều chỉnh giá bán xăng dầu lên tình hình kinh tế xã hội không lớn qua mỗi lần điều chỉnh giá bán. Bên cạnh đó, việc bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng giảm thiểu rủi ro bất cập trong việc quản lý quỹ trong thời gian qua, góp phần minh bạch thông tin, tránh tình trạng người dân hiểu nhầm quỹ bình ổn giá là quỹ của doanh nghiệp. Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, đến thời điểm này thì các trường đại học trên cả nước đã hoàn tất công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2024. Ngoài việc sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, hầu hết các trường có thêm một số phương thức xét tuyển sớm như xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng kết quả học tập bậc trung học phổ thông, kết quả xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi riêng. Việc tự chủ tuyển sinh theo luật giáo dục đại học năm 2018 cho phép các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, trong đó thì phương thức xét tuyển sớm ngày càng được nhiều trường sử dụng và mỗi trường thì có mỗi một quy định, điều kiện, tiêu chí khác nhau. Do vậy, thí sinh khi chọn các phương thức xét tuyển sớm cần phải tìm hiểu thật kỹ các đề án tuyển sinh của các trường. Ngoài ra, khi đã trúng tuyển ở những phương thức này, thí sinh phải tiếp tục xác nhận lại nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung theo mốc thời gian mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã quy định. Thức ăn đường phố quản lý thế nào là vấn đề được đề cập trên báo Tuổi Trẻ. Thức ăn đường phố được xem như một nét đặc trưng trong ẩm thực Việt. Thế nhưng đa số những cơ sở buôn bán này đều nhỏ lẻ, không được cấp giấy phép kinh doanh, không đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nhiều ý kiến cho rằng những cơ sở kinh doanh có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đi nữa thì cũng chỉ mang tính chất kiểm tra, đủ điều kiện để cấp phép tại thời điểm đó. Sau đó, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được bảo quản, không chế biến theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ dễ gây ra các nguy cơ mất vệ sinh, mất an toàn. Do vậy, cần có quy trình quản lý, theo dõi liên tục nghiêm ngặt định kỳ, các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải liên tục được cập nhật, huấn luyện để các cơ sở nắm vững quy trình, quy định và các nguy cơ. Chuyển sang phần tin thế giới. Phiên tòa phúc thẩm ở Paris xử vụ kiện bà Trần Tố Nga chống lại 14 công ty sản xuất hoặc tiếp thị chất độc da cam dioxin quân đội Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam kéo dài suốt 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5. Những người ủng hộ đã đến rất đông từ sáng sớm và chờ ở bên ngoài đến khi kết thúc. Tại phiên tòa, luật sư của bên Nguyên khẳng định vụ kiện quốc tế của bà Trần Tố Nga đại diện cho những nạn nhân của chất độc da cam là vụ kiện đầu tiên, duy nhất và cũng sẽ là cuối cùng. Luật sư của các công ty hóa chất dành phần lớn thời gian để công kích rằng bà Nga không có đủ chứng cứ. Sau khi nghe phần trình bày, tòa phúc thẩm cho biết sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 22 tháng 8 năm 2024. Bà Trần Tố Nga mang hai quốc tịch Pháp-Việt là người chịu hậu quả của chất độc da cam và đã trải qua hơn 10 năm đòi công lý cho nạn nhân da cam, trong đó có 6 năm theo đuổi vụ kiện. Khi bà bắt đầu khởi kiện, ở Việt Nam đã có hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam. Sau 12 năm, con số này đã lên đến hơn 4 triệu nạn nhân và di truyền đến thế hệ thứ tư. Nội các chiến tranh Israel ngày 7 tháng 5 đã nhất trí sẽ tiếp tục chiến dịch trên bộ vào Rafah. Trước động thái trên, phía Hamas cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo, đe dọa hơn 1,5 triệu người đang trú ẩn ở thành phố phía nam dải Gaza này. Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán để hướng tới một lệnh ngừng bắn, tránh đổ máu cho dân thường ở Gaza. Trong một thông cáo hôm 7 tháng 5, Hamas nói rằng lực lượng phòng vệ Israel đã phát động một cuộc tấn công trên bộ ở thành phố Rafah, đồng thời giành quyền kiểm soát cửa khẩu Rafah ở phía dải Gaza, vốn là tuyến đường chính đưa viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ này.
Lực lượng Palestine xác nhận với Reuters rằng cửa khẩu Rafah đã bị đóng cửa vì sự hiện diện của xe tăng Israel. Cơ quan nội vụ và an ninh Gaza cảnh báo, việc bị chặn đường tiếp tế sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo và cô lập hoàn toàn dải Gaza với thế giới bên ngoài. Cũng trong ngày 7 tháng 5, các bệnh viện ở Rafah thông tin rằng ít nhất 23 người, trong đó có 6 trẻ em, đã thiệt mạng trong các vụ không kích của Israel vào đêm 6 tháng 5. Liên Hợp Quốc cảnh báo các nỗ lực cứu trợ nhân đạo ở Gaza có thể bị đình trệ do quân đội Israel chiếm giữ phần bên Palestine của cửa khẩu Rafah. Bộ Ngoại giao Ai Cập đã lên án việc Israel kiểm soát cửa khẩu Rafah, gọi hành động này là một sự leo thang nguy hiểm. Liên quan đến quá trình đàm phán, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Bill Burns trở lại Cairo, Ai Cập vào ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương. Mỹ và các bên hòa giải khác đang hướng đến thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở dải Gaza. Trước đó, vào ngày 6 tháng 5, Hamas đã đồng ý đề xuất ngừng bắn ở Gaza từ các trung gian hòa giải. Nhưng phía Israel sau đó không chấp nhận và cho biết sẽ cử một phái đoàn đến gặp các nhà đàm phán để cố gắng đạt được thỏa thuận. Hôm qua, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã đến Libya, chuyến thăm nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hai nước, qua đó góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở miền Nam châu Âu. Bà Meloni đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya Abdul Hamid Mohamed Deban tại Tripoli. Các bộ trưởng của hai nước đã ký kết tuyên bố hợp tác trên nhiều lĩnh vực nằm trong khuôn khổ kế hoạch phát triển châu Phi do chính phủ Italia tài trợ. Đây là một trong những nỗ lực tạo việc làm ở châu Phi nhằm ngăn chặn dòng người di cư đến châu Âu. Vị trí chiến lược của Libya cùng với bất ổn chính trị tại đây đã khiến quốc gia Bắc Phi này trở thành tuyến đường chính của những người di cư và những kẻ buôn người. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những tuyến đường vượt biển nguy hiểm nhất. Ngày 7 tháng 5, chính phủ Thái Lan đã ra mắt nội các mới của nước này ở thủ đô Bangkok sau khi Thủ tướng Srettha Thavisin tiến hành cuộc cải tổ nội các đầu tiên của ông vào tháng trước. Nội các Thái Lan bao gồm 7 bộ trưởng mới. Đáng chú ý nhất là ông Maris Sanchampongsa được bổ nhiệm làm ngoại trưởng, thay thế người tiền nhiệm Panpri Badida Nukara. Trước đó, ông Panpri đã bất ngờ từ chức sau khi bị miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng trong đợt cải tổ. Ông Panpri từng đóng vai trò quan trọng trong việc thả hàng chục con tin Thái Lan bị nhóm Hamas bắt giữ ở Gaza. Tân ngoại trưởng Thái Lan Maris, 65 tuổi, từng đảm nhận vị trí đại sứ Thái Lan tại Australia và Canada. Ông cũng từng là cố vấn cho người tiền nhiệm Panpri. Cuộc cải tổ nội các diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tình hình ở nước láng giềng Myanmar. Vào ngày 7 tháng 5, hàng triệu cử tri Ấn Độ đã đi bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử ở nước này. Các ghế tại bang Gujarat, quê hương của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và 10 khu vực khác sẽ được quyết định. Cuộc bỏ phiếu lần này gồm 93 ghế ở 11 bang và vùng lãnh thổ, trong đó Gujarat và Maharashtra ở phía Tây và Kartanana ở phía Nam chiếm 50 ghế. Giai đoạn 3 sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu cho 283 trong số 543 ghế được bầu của Quốc hội. Thủ tướng Narendra Modi đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của ông chống lại liên minh gồm hơn 20 đảng đối lập. Các cuộc khảo sát đều cho thấy ông Modi sẽ giành được đa số phiếu ủng hộ. Quốc gia đông dân nhất thế giới bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 4 trong cuộc bầu cử gồm 7 giai đoạn. Gần 1 tỷ người đủ điều kiện bỏ phiếu với số phiếu bầu sẽ được kiểm vào ngày 4 tháng 6. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.